Trưa ngày 27 tháng 3, chuyến bay quốc tế đầu tiên sau COVID-19 đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh. Chuyến bay đầu tiên do hãng hàng không Singapore Airlines khai thác 2 chiều, kết nối Đà Nẵng và Singapore có số hiệu SQ172, với gần 160 hành khách hạ cánh Đà Nẵng vào lúc 11 giờ 5 phút, khởi động cho đường bay thường kỳ Singapore-Đà Nẵng. Đường bay có tần suất một chuyến một ngày, vào các sáng thứ 2, 4, 6 chủ nhật và các chiều thứ 3, 5, 7. Theo ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, sự kiện khôi phục đường bay quốc tế không chỉ đánh dấu sự trở lại của các chuyến bay quốc tế mà còn khởi đầu cho một giai đoạn phát triển tích cực hơn trong thời gian tới. Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục các đường bay đã khai thác trong năm 2019. Trong tháng 6 năm 2022, Đà Nẵng nỗ lực tổ chức thành công diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022. Đây là sự kiện hàng không uy tín nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương để thu hút đại diện các cảng hàng không và các hãng bay đến kết nối với thành phố. Trước cùng ngày, chuyến bay đầu tiên kết nối Đà Nẵng và Thái Lan số hiệu VZ960 hành trình Bangkok-Đà Nẵng của Thái Vietjet cũng đã hạ cánh tại Đà Nẵng với khoảng 150 hành khách. Đường bay được khai thác với tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật và có thể được điều chỉnh tăng thêm theo nhu cầu thị trường.